mà bắt đầu làm này là quan vắng lên, sư phụ với mắt vài người thôi, mỗi lần ngồi thiền vô định một cái đó mà còn thấy cái gì trước, con thỏ, con sóc, con nai, mà cái hồn của nó đó đầy hết trơn á, đi vòng vòng này nè. À, đâu phải nó chết là nó xong đâu, cái hồn của nó cũng vẫn là thú á. Ờ, đi lỗng lỗng nè, bay bay á. Rồi rắn á, trời ơi, cả nghìn nghìn con luôn, mấy con ra rồi thì mấy con ở đâu cũng có hết, rất là nguy hiểm, cắn là chết. Nghĩ là khó có sử dụng được, nó đầu mới năn nỉ mới vậy, tẩy nó đi, giờ mình mới yên ổn. Biết bao nhiêu về mặt tâm linh, về mặt đời, mình mới có một cái nơi quý báu này. Hai thằng mễ mà xếp chết đâu ngay chỗ này nè, tại đứng dốc mà nó mệt á, nó lên ăn cơm này nó nhìn cao quá nó là biến là nó đói, nó gán làm cho xong á cái nó xỉu, cái là mấy vị nói cho hộ là nó té nó lăn xuống dưới đó rồi, mấy vị đỡ lại, nó cũng nói this is miracle I thought I fell, không sao ai đâu fell down. Mấy mễ chứ làm phút giữa này lên cũng không được, xuống cũng không được, giờ lên nữa đói. Cái là một tuần á là được có block như nè, thế giờ một lần mình đi nhẹ lặng tuần, một tuần được như vậy, one week là lẹ nhất. Có nhiều lúc á giống như từ khúc này tới khúc đó nó mà khó đó, nó phải 2 tuần để nó phải ban đất ra, nó nói lúc đó cũng không có biết đi hướng nào, đi hướng này hay hướng này xuống thì dốc quá rồi làm khó, vậy thì kêu nó lẹ qua hướng này đi để cho nó mát. Tức là cầu thang lúc đó mình cũng không có biết là đi về bên kia hay về bên đây nữa. Còn ở ngay cây này á là có một nguyên cái family có mấy con bắp khác, mấy chục con vậy đó. Mỗi lần kêu mẫu qua mà thấy nó lỗng ngỗng đây bảo quản hồn mà. À, đâu có dám ngó nó đâu, mà lúc đó chưa con đường này nó giống như đường đất vậy đó, lơ mơ là lại về xuống biết gì, bây giờ nó cũng đi rồi, nó ngay gốc. Cầu thang này là cầu thang giải nghiệp phải không sư phụ? Giải nghiệp, tại lúc mà sư phụ ngồi chỗ đó. Cái sư phụ là người đầu tiên đi cầu thang này, mỗi bước chân đi á, cái thân sen nó mọc ra, mỗi bước chân sư phụ là có cái thân sen, lúc đó mẹ mới hiện ngay giữa đó đây nè, rồi trên tòa sen, rồi mấy vị Phật đông lắm, rồi mấy vị tiên nữ nữa, rồi mẹ mới nói, sau này nhân loại á, con làm cầu thang này để đưa nhân loại về trời, à, cho nên cầu thang này ai đi qua là sẽ được về trời, cho nói vậy á. Cho nên sau này mà ai bước lên cầu thang này á là dĩ nhiên rồi, bây giờ mình mới hiểu là mấy vị không phải là giống như kiểu ngạ nan cưới 500 tiên nữ, nhưng mà con đi cầu thang này con cũng thích, rồi lên đó đọc kinh thì về trời chứ còn gì nữa, chứ không phải điên cái là về liền luôn, không phải vô điện mẹ lại rồi còn đọc kinh nữa, thì mấy vị nói vậy mà. Nhưng mà cái quan trọng là ở ngoài kia có biết bao nhiêu kiểu cầu thang đẹp hơn, mắc tiền hơn, sang hơn, ngon lành hơn nhiều, mà không có vị Phật nào chứng, và cũng không có một cái gửi một cái thông điệp cho cái cầu thang đó, chỉ có riêng cầu thang này trên thế giới là có mấy chư Phật gửi cái thông điệp đó, mới là có khác nhau chỗ đó. Bây giờ con có đi cầu thang của Bill Gates, của Phạm Nhật Vượng, nó xây lộng lẫy, Phật đâu có bao giờ chứng cái cầu thang đó. Còn cầu thang này sư phụ xây tuy là nó cũng mắc tiền đó, nhưng mà được mấy vị chứng và mấy vị có hứa ai đi lên sẽ được về trời. À, cái đó mới là ăn tiền nó mới ngon đó.
hồi con mới biết núi Thiên Long Sơn, ngày nào con cũng luôn ngồi thuyền đó, đi cái này nè. Tại hồi đó đâu có đi, đâu có chạy xe, đi Uber tới rồi đi bộ lên. À, chứ nghe chị bộ có nói về cái chuyện mà thôi vừa mới kể. Dạ. Ai tới đây cũng đòi chạy lên. Chạy dạ. Lên một lần là mấy vị hai cái tâm. Dạ. Hai cái tâm là dĩ nhiên nhớ Thiên Long Sơn. Nhớ là về cứ đốt nhang hoài thì tự nhiên về trời thôi. Chứ giờ con đi du lịch bất cứ nơi nào giàu sang đẹp đẽ nhất trên thế giới, con đi một lần hai lần con cũng chán á. Cái hồ hoài đẹp nhất ở chỗ có nhà bển, mộ ba bển dưới đây cũng vậy thôi. Mình đã khám phá rồi, không còn gì đẹp nữa. Chỉ có cái núi này đi hoài cũng không thấy chán. Đứa nào mà nghe có chuyện gì cũng cổ dứt luôn đi. Cứ đi một mình âm thầm, trời mưa thì mặc đồ mưa phải không? Đi lên cầu thang này, xuống là hết bực bội rồi. Nó vừa là hết cái thang, nó vừa có cái biển xanh đó, hết bực bội. Còn mấy cầu Golden Gate á, mà ai mà bực kiểu nào bực đi ngang còn bực thêm là tự vì sao? Dông lên. Tại vì từ gió lên. Mạnh rồi xe freeway nó chạy thấy bác ghét đúng không, rồi tức lên á, rồi cái cầu nó nhúc nhích như run run lên đó, thôi tôi nhảy luôn. Cái cầu có hình gì, còn cầu thang mình là không có rồi đó. Con đi trò con nghe từ tiếng bước chân, từ tiếng lá nó bị bể ra đó, rõ ràng. Còn kia đi tới giữa cầu tôi nhảy luôn cho khỏe. Sư một nhã. Tâm quyết đó là một cái monument mà sao chiếc cầu là một cái bức tượng Rainer lớn mình khắc chữ hết tất cả lịch sử nước Việt ngay trước chỗ mấy cây này, nó xéo lên vậy đó, lớn vậy đó, giống như kiểu mà mình đi qua Washington DC chỗ tàu Bạch Ốc á. Dạ. Trên núi này mình không cần làm gì hết, chỉ cần làm mấy cái bia đó thôi. Dạ. Này khắc kia lên là ngay